Mẹ ơi, trước linh sàn các con dân như mẹ chứ cha mẹ. Thank you.
Thank you.
một tuần diều, tuần nữ, tuần trầu cao, tuần gương bông cũng là khép lại. Màn một khép lại, màn hai bắt đầu. Màn hai bỗng chào công, có chiếc thuyền rồng, có con, có cháu, có anh em nổi ngoài, để đưa cụ đi vãn cảnh đền chùa. Cụ đi 36 cảnh đền chùa để cụ được mát mẻ tiêu sinh A Di Đà Phật. Mà nay chào công chào đò xin được bắt đầu. Xin mời toàn thể các chị, các con, các cháu đi ra hết người sân, tập trung ngay bên cánh cả để đưa cụ đi vãn cảnh chùa A Di Đà Phật. Chào chào kính mời. Ê, sông hải hào thuyền của bạn nhà ấy bác dạ. Ấy nước sông xanh bể tích dòng sâu rộng, không biết giờ này lại tái đò qua nhà đi đâu vắng, đi đâu vắng. Ấy xin ông ấy bắt mấy chiều để chở sông bè sông về tây chúc với này ông ấy đò ơi, ông ấy làm ơn ra để đưa cụ vong về tây chúc với nào. Ôi thế đêm khuya réo rắt ấy lại réo ra. Ấy ơi sớm không đi đò đêm tối mập mò. Ấy ơi gọi gì gọi cố thế. Chẳng là có cụ vong mà ngay phải về bên kia tây chúc. À tây chúc. Thế nhờ đến ông để ra đưa vong về qua sông về bên kia tây chúc được siêu dương tịnh độ nào. À thế nào có cụ bà đây muốn qua sông đấy hả? Phải rồi cô. Hơn thế các bà qua rồi sao? Ấy thế đò nào ấy ắt người có giá. Có giá là bao nhiêu? Ấy mỗi khách đi đò túc số nào lấy 5 quan. À hình như thế là cao thế có quan 2 thôi. Ấy thế nào có tưởng xăng dầu lên giá thì đò còn nào phải lên theo chứ hở? Vàng thì lên cao lắm mà đòi nhập Phật thì vẫn chỉ có quan hai thôi mà. Thế là đòi nhập Phật chỉ có quan hai thôi hả? Đúng rồi. Thế các đạo quan nhớ bảo con bảo cháu ra trả tiền đòi ra khai quang sám tạ đòi nhá. Ông cứ ra khai quang sám tạ đòi rồi anh em con cháu sẽ bảo nhau để trả tiền công cho ông chứ chẳng đi đâu mà thầy ăn. Thế để nhau ra đây, nhau ra thôi đây. Trước nay thấy thành một bên một thuyền gì.
Cháu sắm sửa cho cụ đầy đủ. Đấy, lúc cụ còn sống ở trên đời thì
nay mọi công việc lễ bái là cụ rất là siêng năng cho nên cụ rất là kỹ tính. Đâu rồi? Thế đủ chưa? Đấy, nó sắp đấy. Đủ rồi, sắp đủ rồi. Giải thứ mấy đây? À, giải bút đây hả? Đấy. Người ta bán là đầu cầu gương mẫu nhỉ? Thế nhưng mà tôi được rồi, bác bút bác anh nhanh chân nhanh tay hơn. Đấy, lại công minh thương cô. Thế vừa rồi là cái giải tâm thành 20.000 đồng của con nào con rể út của cô. Thế lại công minh thương hồn cuộc ngày hôm nay các con các cháu có thắp nén nhang thơm đấy, dâu út đây nào là rể út lại dâu út của cụ đây. Thế các con các cháu có thắp nén nhang thơm. Thế lại công minh thương hồn cụ nay cụ về chứng giám cho tấm lòng của con của cháu ngày hôm nay đã lộc đàn tràng để báo ân báo đức ấy, cũng như là để rước vong linh linh hồn cụ xuống thuyền ấy, để cụ được đi tham quan các cảnh các đền miếu mạo gần xa thôi. Cũ thì cụ cho nằm cũ, mà thiếu thì cụ cho nằm mới, nay rách thì cụ cho nằm lành ấy. Nay để các con các cháu được đưa cụ đi tham quan các cảnh các đền miếu mạo gần xa. Con Nam Mô A Di Đà Phật ấy, con Nam Mô A Di Đà Phật. Được rồi, rõ là thiếu mày. Bác rể bác ra cái cụ gần đầu ngay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.